Dạ vâng ạ, mùa hè nóng nực oi bức đã đến rồi các chị yêu ơi. Và ngày hôm nay bên em quyết định là sale sốc tri ân đầu mùa năm 2022 với một mã sản phẩm bộ lụa thun lạnh cao cấp, co giãn 4 chiều mềm mịn, giặt tay giặt máy thoải mái, với giá sale từ 200.000 một bộ xuống chỉ còn 199.000 được 3 bộ. Hỗ trợ miễn phí ship đến tận nhà nhá. 199.000 đồng chúng ta mua được hẳn 3 bộ. Và bên em có rất nhiều màu cho các chị yêu luôn. Em đang mặc đây sẽ là tông màu đỏ các chị nhá. Thích màu này comment cho em bộ đỏ kèm với số điện thoại và cân nặng cho em. Cứ từ 40 đến tận 85 cân là có size các chị yêu nhá. Chất vải là thun lạnh ạ. Em có màu xanh dương này, màu vàng, màu đỏ này, màu xanh tím này, màu cam và màu xanh lá. Các chị yêu nhá, thích màu nào mình comment cho em màu đó, mình được chọn màu các chị yêu nhá. Cứ dưới 85 cân là có size. Chị gái Lan Anh Trần ở 52 cân em nhé. Ok chị gái, để lại cho em màu một lấy nhé. Chị gái Thảo Vân 3 bộ, ok chị yêu miễn phí ship. Màu xanh lá này, màu đỏ và màu cam em nhé. Em nhớ rồi chị gái nhá. Mọi người nhận hàng của nhà em nhớ là phản hồi cho em mọi người nhá. Mặc hàng có vừa hay không này, chất vải có đẹp như quảng cáo hay không mọi người nhá. Đấy mọi người, vừa đẹp vừa sang mà chất vải thì co giãn 4 chiều này. Co giãn 4 chiều thoải mái trên phần cổ, em là dáng cổ tròn, trời ơi 199.000 đồng một bộ, quá rẻ các chị yêu nhá. Và đằng sau thì sẽ có túi phần hông như này. Đấy, phần đằng sau này. Ok chưa? Bây giờ em sẽ qua tiếp cho mọi người một tông màu xanh các chị yêu nhá. Tiếp theo của em sẽ là tông màu xanh dương cho các chị em đứng gần này các chị ơi. Trời ơi đẹp lắm nhá. Cổ nhà em có bo mí viền như này. Cái phần này của em không phải là bị hở mà đây là lớp lưới màu nút cho mọi người luôn. Rất là xịn sò, nó trùng với màu da của chị em mình luôn các chị nhá. Hình họa tiết bên em là những cái ô vuông, họa tiết rất là sang chảnh và quan trọng là chất vải thấm hút mồ hôi, mặc vào mềm mịn mát và giá ngày hôm nay quá rẻ. Em đã cam kết luôn các chị mình mua sỉ cũng còn không có giá đẹp như ngày hôm nay mọi người nhá. Mua lẻ rẻ hơn giá sỉ là có thật. 199.000 đồng 3 bộ và bên em hỗ trợ miễn phí ship, mình được chọn màu chọn size thoải mái cho em. Quan trọng là mua hàng online các chị mình nhận hàng mình được mở hàng ra kiểm tra sản phẩm các chị yêu nhá. Dáng áo bên em là dáng áo cổ tròn, cúi xuống hoặc là nhìn nghiêng đều không lộ không hở. Phần tay có mí viền bèo, có đường lượn eo cao cấp như này thì mình mặc vào cảm giác người mình thon hơn. Quần của bên em là quần dạng cạp cao qua rốn và là dạng chu như này mọi người nhá. Đằng sau thì sẽ có một túi chị em mình và dáng bộ lửng là sẽ là dài qua đầu gối. À vâng ạ, chị gái Hà Trần ơi, bộ thun lạnh cho em. Hàng thun lạnh, các chị ơi, đây là hàng cao cấp các chị nhá. Còn bộ lanh, bộ đũ nó cũng mát nhưng mà nó sẽ rất là dễ bị nhăn. Còn cái chất vải thun lạnh là hàng cao cấp hơn, nó không nhăn, mặc rất là xuống và giặt giũ nó cũng rất là nhanh khô các chị yêu nhá. Bên em có rất là nhiều màu, em nhắc lại màu em đang mặc là xanh dương. Tiếp theo em có màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu cam và màu xanh lá các chị yêu nhá. Thích màu nào mình comment cho em màu đó. Vâng ạ. Vâng ạ, chị gái Tuyết Nguyễn nhận đồ bên em rồi, mặc ở nhà mát lắm. Em cảm ơn chị yêu nhá. Hôm nay muốn lấy thêm 3 bộ còn lại nữa, chị để lại cho em thêm số điện thoại em gửi về địa chỉ cũ của chị nha. Vâng ạ, chị gái Hạnh Trần lấy thêm 3 bộ miễn phí ship luôn. Cứ từ 3 bộ bên em hỗ trợ miễn phí ship và em cũng bán theo combo 3 bộ nhá. Mua 1 bộ, 2 bộ em không bán được tại vì thực sự giá ngày hôm nay quá rẻ rồi mọi người ơi. 199.000 đồng, bình thường chỉ mua được 1 bộ thôi nhưng mà ngày hôm nay mua được hẳn 3 bộ các chị nhá. 199.000 3 bộ và hỗ trợ miễn phí ship luôn. Chỉ cần mình là người đã chia sẻ like các chị yêu nha. Em qua tiếp màu cho mọi người ạ. Vâng ạ, chị gái Ngọc Anh, mình thích màu cam thì đây chị ơi, màu cam em đi mặc cho chị đây nhá. 199.000 không phải là một bộ mà là hẳn 3 bộ lại còn miễn phí ship luôn nếu chị nào đã chia sẻ like với nhà em mọi người nhá. Đây là bộ cam. Bộ cam kèm cân nặng và số điện thoại cho em. Cứ miễn là mình trên 40 cân và dưới 85 cân là có size các chị yêu nhá. Dưới 85 cân là có size hết luôn. Bảng màu thì em đã treo đầy đủ phía sau. Các chị muốn ngắm màu nào em mặc lên người từng màu một cho các chị ngắm luôn. Và quan trọng ngày hôm nay chúng ta chỉ cần lướt trên màn hình điện thoại thôi và để lại đúng chiều cao, cân nặng và số điện thoại của mình là sẽ được nhân viên gọi điện và tư vấn chốt đơn các chị yêu nhá. Màu muốn lấy kèm với số điện thoại dưới 85 cân có size. Bình thường các bên người ta làm đồ bộ cũng chỉ đến tầm 60-65 cân thôi. Nhưng mà cái phổ size của nhà em rất là rộng cho các chị đến tận 85 cân các chị yêu nhá. 199.000 đồng được 3 bộ và được hỗ trợ chọn màu các chị yêu nhá. Được chọn màu chọn size thoải mái cho em. Em qua màu tiếp theo cho các chị luôn ạ. Cứ chị nào đang quan tâm bộ bộ lanh, bộ thun lạnh các thứ mà mình lăn tăn ở chất vải không biết là mặc ở nhà nó có hay bị nhăn hay không, mặc nó có mát hay không thì em nói thật luôn, lanh với đũi nó cũng mát, thun lạnh nó cũng rất là mát. Nhưng thun lạnh thì có cái ưu điểm hơn hai cái chất vải còn lại, đó là nó không nhăn. Nên là mặc gần như các chị không phải là đứng lên ngồi xuống ở nhà cả ngày cho em thoải mái. Mà các chị đi chợ này, đi tập thể dục buổi xế chiều này, mặc nhà, đứng nấu cơm, đi chợ thoải mái cho em. Những cái bộ này nó rất là dễ mặc. Và cái này của em không phải là quần đùi mà là dạng quần lửng ôm qua đầu gối cho mình. Nó rất là lịch sự các chị yêu nhá. Phần cổ của em thì nó sẽ kiểu lấp lánh như này. Em đứng gần các chị nhìn cho em này. Đấy, những cái lấp lánh hạt cườm rất là xinh xắn như này. 199.000 đồng 3 bộ chị Nguyễn Phúc ơi, không phải là một bộ đâu ạ. 199 3 bộ và miễn phí ship đến tận nhà. Dưới
dưới 85 cân là có size các chị yêu nhất. Đây là dáng thẳng của sản phẩm này. Áo này của em có lượt eo, chị ạ, không sợ bị béo đâu. Chị béo bụng hoặc là chị nào vừa sinh bé xong bụng chưa về lại dáng áo rộng rãi nhá. Và quần của em cũng là quần cặp chung rồi. Trời ơi nó phê lắm các chị ơi, mặc cực kỳ mát luôn. Đấy, đây sẽ là tông màu xanh lá các chị nhá. Bộ xanh lá kèm với số điện thoại. Em sẽ qua thêm cho mọi người tông màu tím nhá. Vâng ạ, chị gái Phương Thảo ơi, màu tím của chị đây. Tím này của nhà em thì sẽ có pha thêm một chút ánh xanh dương cho các chị yêu nhá. Đây, cái bộ này của em sẽ là bộ xanh dương. Còn cái bộ bên cạnh kế em đang mặc sẽ là màu tím nhá. Xanh dương này, vàng này, đỏ này, tím như em đang mặc này, cam và xanh lá. Đấy, bên em có tổng cộng là 7 tông màu. Các chị thích màu nào mình để lại cho em màu kèm với số điện thoại nhá. 199.000 đồng 3 bộ luôn. Tính ra nó chỉ có mấy chục nghìn một bộ thôi, 5-60.000 một bộ, nó quá rẻ rồi. Lại còn được hỗ trợ miễn phí ship đến tận nhà. Và em là người trực tiếp mặc sản phẩm lên, em chủ động trải nghiệm sản phẩm. Sau đó em cảm thấy đẹp, thấy mát, thấy ứng dụng tốt thì em mới giới thiệu cho các chị với mức giá lẻ ngày hôm nay còn rẻ hơn cả các chị đi mua sỉ, được chưa nào? Ok chưa? Mình cứ dưới 85 cân là có size chị gái nhá. Để lại cho em là màu muốn lấy kèm với số điện thoại. Đây sẽ là bộ màu tím nhá. Bộ tím cách số điện thoại 199.000 đồng được 3 bộ các chị yêu nha. Em bán theo combo 3 bộ các chị nha. Em sẽ qua màu tiếp theo ạ. Dạ vâng, mẹ sóc bon nó chỉ ba bộ em nhé. Vâng ạ, chị 61 cân. Dạ vâng, ok chị yêu. À, cái phần cặp của bên em là cặp chun á các chị ơi, nên là bụng mình thoải mái cho em nhá. Bụng gần như là free size rồi mọi người ơi. Cặp nhà em là cặp chun mọi người nhá, không phải là dòng kéo khóa đâu. Nên là các chị mặc thoải mái lắm mọi người ạ. Bụng to thì nó sẽ nới rộng ra, còn bụng nhỏ thì nó sẽ ôm vừa vào cái phần size bụng của mình. Cứ miễn là trên 40 cân và dưới 85 cân đổ lại là sẽ có size vừa cho các chị mọi người nhá. Nhận hàng mọi người đừng mở hàng ra kiểm tra sản phẩm thoải mái. Trời ơi rẻ quá em ơi. Chị vừa mua 161 bộ xong. Đúng rồi, bình thường thì thực ra các bên không phải là người ta bán đắt mà là người ta nhập vào với giá đã cao rồi, còn các chị mua nhà em là mua từ tận đơn vị sản xuất, từ tận nhà máy thiết kế ra thì giá thành nó là ở cái mức gọi là bao giá cả nước rồi. Tính ra có hơn 60.000 đồng một bộ thôi. Em bán theo combo 3 bộ các chị mình được chọn màu thoải mái, được chưa? Màu xanh dương, màu tím, màu cam, màu đỏ, màu xanh lá và em đang mặc là màu vàng. Thích màu nào mình comment cho em màu đó. Màu muốn lấy kèm với cân nặng, chiều cao và số điện thoại nhớ nhá. Mình chưa biết mình mặc size gì thì cứ để lại cho em số điện thoại là ngay lập tức sẽ có nhân viên chủ động liên hệ và tư vấn size số cho từng chị một, để đảm bảo làm sao là mỗi người một chiều cao cân nặng khác nhau là sẽ có size vừa với người của mình mọi người nhá. 199.000 đồng 3 bộ dưới 85 cân có size. Comment màu và số điện thoại để được nhân viên tư vấn các chị yêu phải thật nhanh tay, bởi vì số lượng nhà em có giới hạn các chị yêu nhá.